trắng bao nhiêu nè, cá trắng một hộ nè. Nè, wow, nhà lưới cuối mà rồi. Cá trắng ngon. Ơ, cá cẩn tôi rồi, à, còn kìa. Rồi hên, nhà được lưới cuối, cú bồ đỡ. Chú chú chú. Ôi, lưới này lỗ bự quá. Bự lỗ. Đây, nhà được lưới cuối. Wow. Cá trắng tép kho quẹt cho mọi người. Cái bụng ăn ngon dữ à. Đây là bắp chuối bắp gỏi. Chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Hôm nay anh em mình đi sủi cá trắng về chế biến bữa cơm chiều mọi người. Để coi chủ yếu mình bắt tép và cá trắng nhỏ nhỏ thôi. Ở đây mình kéo ở trên mấy cái mương nhỏ nhỏ này mọi người. Cá tép với cá trắng này nó cũng dữ lắm. Đó, chưa hết là mình thấy là cá sặc rồi cũng quá trời rồi. Quá tê rồi. Đụng đáy không á? Okay, rồi. Quá tê mọi người. Ôi quá trời nó tết móng rồi mọi người. Ôi gắn mối nữa, nóng đi câu luôn. Thôi bỏ đi, thả đi, nay mình không có đi câu gắn mối mà gặp gắn mối nữa. Ủa, có cái gô bí nữa. Cạn quá à. Ờ, cây nó nhỏ để né được. Ở đây mọi người có cái tùng ở phía sau mọi người. Mình sủi như là cá nó sẽ chạy về phía sau. Đó giờ mình cũng mới làm cái mồm này luôn mọi người. Wow, được như bộn bộn à. Ủa cái này cho nó giòn về dưới quá ha. Ủa cá quạnh móng quá trời mọi người cho. Mọi người coi cái đoạn đường phía trước à. Ủa thấy cá sặc nhiều ha. Cây rồi, cây tưởng con gắn. Tưởng con gắn nó lướt đầu chạy à. Mò mò ơi đi cạn à, đại đi lấy gỗ chân chặn ở ngoài tí rồi cá bự ra chụp kẹp gì không chìm à. Này cột phim còn dây sơn nữa. Ủa mưa ức cái sạch. Cá bắt đầu nó dồn mọi người. Ở đây là cái đoạn cuối rồi, phía dưới là cái bờ rồi mọi người. Giờ cá bắt đầu nó dồn. Này ủi dần hai ủi cái mệt đó đi về luôn. Cho xét xét. Cái gì? Cái sạch hả? Không thấy cá trắng đâu, thấy cá sạch không đâu. Rồi xét tới đó để xét xét từ từ. Nó dồn về cuối cái đảo rồi. Đó, thấy tép rồi đó. Đó, gì chú vậy? Rồi tới đây để cho tự chạy ra đi. Lên, lên, lên. Ồ, cái gì vậy? Cái sạc to à? Tép ít nè. Cái sạc nhiều. Lấy gỗ hốt vô tí ơi. Đưa gỗ, ê, có cái gô rồi tí. Đây là cái sủi đầu tiên mình mới vừa sủi không rồi. Ôi, được con cá cẩn nữa kìa. Trời ơi, chủ yếu cá sạc không. Có tép nữa mày ơi. Có tép à? Có. Ừ. Ừ, cũng nhiều nè.
Rồi đa số cá sặc nhiều. Tép này nhỏ quá, cái lưới chui dừa ta. Lọt. Ừ. Tép. Lưới nhỏ quá. Tép lọt hết. Ừ. À, được khoảng một gần gõ, gần nửa gõ luôn rồi, quá nhiều luôn. Giờ đạp cái đi. Đâu gì đâu. Rồi. Rồi cái. Lên. Sình dữ nha. Ôi. Ừ, con bọn nè. Cái chán này như dậu lại khôn quá ta. Này mình kéo lưới của mình sao ta? Không dính luôn dậu luôn hả? Mời ta làm tùng rồi. Ê ông ơi. Ồ cũng được một mớ. Được con cá cẩn. Mình ấy cho nó sạch thì lát mình về mình lựa cho khỏe. Rồi, để gõ tí ơi. Đây là sủi thứ hai nha mọi người. Cũng được kha khá. Ồ được em cá rô khoái nha. Rồi, hai sủi ơi, kéo sủi nữa về. À, đưa gỗ ra coi nhiều. À, gỗ này cũng khá khá mọi người. Vô hồng vô không? Rồi gỗ. Bây giờ mình sẽ bắt đầu sủi thứ ba nha mọi người. Sủi này nữa mình về. Thank you.
Ủa, có cá cẩn. Wow, một em cá cẩn mày chết với tao mày. Đuổi ra, đuổi ra, đuổi ra. Đấy, dẹ xuống, đuổi ra. Không gặp ra, trừ lấy cái dừa ra. Trời ơi, đi lấy cái dừa. Rồi. Lấy sợ. Đã bóp bóp cho nó ra đi. Thôi, đủ đi. Cái dừa sặc luôn. Ơi, cá trắng đây nè. Đây giờ mình sẽ bắt đầu dở lên nha mọi người. Đây nè, hy vọng lưới này sẽ có sình dữ ta. Thôi này mốt mình làm lưới là mình lưới thử ra cho. Nè, cá trắng vậy. Ôi nhiều nè. Cá trắng khổ mà. Nè, wow. Wow, nhà lưới cuối mọi người. Cá trắng ngon. Ơ cá cẩn tôi rồi. Ờ còn kìa. Rồi hên nhà được lưới cuối, cứu bồ đỡ. Đủ chút chút. Ôi lưới này lỗ bự quá. Bự lỗ. Đây nhà được lưới cuối. Đây nè, dở lên kìa. Trời ơi. Nè, phải dính nhiều vậy nó mới ham á. Cẩn. Quá tê, quá tê. Ở cá đây đâu lên hoài ta. Kinh á. Nước lớn rồi chạy lên hả? Ừ. Lớn tép mới nhiều nữa. Cái cạn này ra bớt rồi. Quá xịn rồi. Xịn quá. Thôi xúc cái gỗ đi về lửa. Đây. Đưa gỗ tí ơi. Ừ mà. Như đây cũng bộ nè. Đó là. Wow. Đây cũng khá nhiều mọi người. Anh em mình đi sủi cá nãy giờ cũng được như đây rồi. Ở thùng ở đây. Wow, cũng bộn nè. Thôi giờ mình sẽ về mình lựa ra và mình sẽ chế biến bữa cơm chiều nha mọi người. Anh em mình đi kéo cá về làm bữa cơm chiều. Thời gian thì mình mới vừa đi sủi cá về nha mọi người. Giờ sẽ đổ ra gỗ ơi, thành quả được bao nhiêu. Chưa hết thấy sình hay nhiều nha. Wow. Thành quả thì mình được như đây nha mọi người. Thôi giờ mình sẽ bắt đầu lựa ra những cá trắng và tép thì mình sẽ bắt đầu kho kho mặn ha. Kho quẹt. Kho quẹt ăn cơm nha mọi người. Nay mình anh em đi sủi cá về làm bữa cơm chiều. Thôi giờ mình sẽ bắt đầu lựa ra thôi. Sau thời gian thì mình mới vừa lựa ra được một mớ cá trắng, cá lồng tông với tép nha mọi người. Giờ mình sẽ bắt đầu kho quẹt và ăn cơm thôi. Quá đói bụng rồi. Nhìn quá hấp dẫn mọi người. Đây sau khi dầu sôi giờ mình sẽ bắt đầu cháy củ hành nha mọi người. Nên mình sẽ kho quẹt ăn cơm. Bây giờ mình sẽ bắt đầu thêm một tí nước mắm và mình sẽ bắt đầu đổ cá vô kho nha mọi người. Và mình sẽ thêm một tí gia vị. Thêm xong mình sẽ bắt đầu bỏ cá vô ha. Thấy lên màu đẹp rồi nè. Cho nó kẹo lại. Kẹo lại à. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đợi cho nó kẹo lại và bắt đầu bỏ cá vô mọi người. Trong lúc thời gian đợi kẹo mình có bỏ vô một ít tiêu, ít ớt. Đây sau khi thời gian thì nó bắt đầu nó kẹo lại. Giờ mình sẽ bắt đầu bỏ cá vô và kho thôi. Vô vô. Wow. Cá trắng tép kho quẹt nha mọi người. Này lẹ chín không? Nó săn con cá lại là về lại bỏ hành vô. Nhìn thấy cũng hấp dẫn nha. Ừ, cái giờ cũng nhiều dữ ta. Đây sau khoảng thời gian mình kho nó cũng đầu chín đây nha mọi người. Giờ mình sẽ gắt một tiêu và hành lên lớp mặt và mình sẽ bắt đầu dọn ra và ăn thôi mọi người. Rất hấp dẫn luôn. Cuối cùng thì cũng đã chín rồi nha mọi người. Giờ mình sẽ bắt đầu nhắc xuống giờ hưởng thức thôi.
đây sau khoảng thời gian thì mình cũng bắt đầu dọn ra xong nha mọi người. Hôm nay mình ăn cơm chiều là có món cá kho quẹt, còn đây là bắp chuối bắp gỏi nha mọi người, còn đây là ngọn mướp và rau lan luộc. Thôi giờ mình sẽ bắt đầu ăn thôi. Đây sau thời gian thì mình cũng mới vừa dọn ra mọi người, giờ mình sẽ bắt đầu ăn thôi. Cá đây là cá kho quẹt nha mọi người. Cái bụng ăn ngon dữ à. Đây là bắp chuối bắp gỏi. Cái bụng ăn ngon dữ à. Đây. Cá kho quẹt luôn à. Nè. Để. Không. Ngon mà. Rồi gỏi bắp chuối ngon à. Bữa nào làm gỏi ốc mà. Gỏi ốc bắp chuối hả? Đây mình chấm ngọn mướp với rau lan mọi người. Ngon à. Bây giờ mình xin kết thúc tại đây nha mọi người. Hẹn mọi người vào những video sau. Mọi người nhớ đăng ký ủng hộ kênh mình nha mọi người.